Xin chào mọi người nhé. Hôm nọ thì có mấy anh em muốn tìm hiểu cái để làm một cái tủ cáp từ bắt đầu luôn. Bắt đầu từ hộp cáp này. Sau này sẽ có tín hiệu thì cái quy trình nó sẽ diễn ra như nào. Thì đây là một cái tủ nhựa mọi người nhé. Đây là một cái tủ nhựa này. Tủ nhựa này thì nó cũng có 8 cổng. Ở đây cái tủ nhựa này thì nó cho nó dùng để kéo cái cáp thuê bao ấy. Kéo cáp thuê bao ở tủ này nó cũng có 8 cổng để kéo thuê bao, và ở khu này thì có 5 nhà. Từ cái đoạn này chạy ra ngoài bên kia nó rơi vào tầm một cây số. Hôm nay sẽ đặt cái tủ nhựa này. Đây mọi người thấy tủ bé tí. Thì việc đầu tiên là mình sẽ phải đặt cái tủ nhựa, xong rồi mình sẽ thực hiện kéo dây thuê bao từ đây chạy ra bên ngoài kia. Đấy. Cái việc bây giờ phải làm trước tiên là đặt cái tủ nhựa đã. Ở đây là đang có 5 nhà mọi người nhé, 5 nhà. Và bên kinh doanh họ yêu cầu là mình phải đặt cái tủ nhựa ở trong này. Tức là không phải là bên kinh doanh yêu cầu, mà là họ có khách hàng. Mình là nhân viên kỹ thuật cho nên phải tìm kiếm cái điểm mà đặt cái tủ cáp nó phù hợp. Thì đây là cái tủ này nó nằm ở giữa luôn, cho nên mình sẽ đặt cái tủ này ở đây. Một cái tủ nhựa này nó cũng giống như kiểu tủ sắt thôi. Nó cũng được 8 cổng. Cũng thi công được cho 8 nhà. Tuy nhiên cái cáp mà để chạy vào cái tủ này thì nó là cáp bọc chặt hoặc là cái cáp ống lỏng ngày xưa ấy. Đây cái tủ này nó bé tí. Nó có một cái khóa. Đây là cái khóa đai. Còn đây là cái chìa khóa của nó này. Cất đi xong tí nữa làm. Ở cái tủ này nó cấp tín hiệu cho thì là nó là cáp ống lỏng hoặc là cáp bọc chặt. Đấy là tùy mình triển khai. Mình triển khai bằng cáp nào cũng được. Nhưng mà nếu mà quá 1 km ấy, thì sử dụng là cáp ống lỏng. Ở đây nó là gần một cây số cho nên là mình sẽ triển khai bằng cáp bọc chặt. Mình sẽ đặt cái tủ cáp ở trên này. Hơi khó đấy. Đánh bên này nó cũng hơi khó nhỉ. Cái lỗ này nó bé tí. À, khả năng vòng theo bên này. Bởi tủ nhựa nó bé tí mình sẽ đánh góc bên này. Ướm cái đầu để cắt á. Đây. Cắt đoạn này. 4 sợi tầm đoạn như này. Đợt này dùng kim xiết đai này hơi nhiều đấy. Để làm một cái tủ nhựa này thì cái khoảng cách nó xa như này ấy. Nó phải mất 1 ngày anh em ạ. Đấy, theo cái phương án thì chắc là khoảng tầm 1 ngày. Vì kéo một cây số thì ít nhất là tầm một buổi rồi, mất 1 buổi. Xong rồi còn hàn nối nữa.
Ô, vừa khít luôn anh em ạ. Sử dụng đai anh em nhé, đai để đánh cho nó dễ. Đầu tiên thì anh em đánh cái ống vàng này trước này. Chắc cái loại tủ nhựa này nó cũng triển khai giống như kiểu tủ tủ sắt thôi. Mình cũng đánh nha, đúng góc đó là được. Quả này nó làm kiểu nào đây? À, cũng thế anh ạ, cũng giống như cái tủ kia. Tủ nhựa này thì nó cũng chả khác gì cái tủ sắt anh em ạ. Tuy nhiên cái phương án thi công là nó sử dụng bằng cái dây dây thuê bao thôi. Phương án này chắc là tiết kiệm. Nhưng mà nếu mà triển khai bằng dây thuê bao thì cái nguy cơ mà sự cố thì nó cao. Nó cao hơn so với cái cáp chạy bằng cáp to. Bởi vì cáp đối với cái cáp bọc chặt hoặc là cáp ống lỏng thì ở miền núi thì nó hay bị chuột cái kiến cắn nhiều khi mà anh em không có máy đo thì rất là lần chắc mất cả ngày mất. Đây, sẽ đặt góc này. Với cái một cái tủ như này thì anh em phải đánh là 4 cái dây đai anh em nhá. 4 dây đai. Có làm ngược không nhỉ? Như kiểu bị ngược vậy. Xiết bên này. Dây này như ngược rồi. Nó như này. Đấy, chưa dìm đóng kiến nữa đấy, phi ra. Ê, kiến này nó cắn lại ác phết đấy.
nhiều kiểu lắm anh ạ. Ui giời, giày đài đéo ăn thua. Địt mẹ. Alo. Nguyễn ơi. Nói đi. Cái đường dây cũ ở chỗ chạy chè anh cắt mất cái đầu bên này rồi còn đâu nữa. Cắt đầu bên nào? Và xưởng này này. Thấy keo dây dùng lẳng rồi còn đâu. Không, cái đầu bên kia cơ mà. Cái đầu tivi bên này mà. Anh ấy bảo cắt rồi, cắt hết rồi, tivi không có xem đến, chưa báo chặn thôi nhưng mà... À, thế thì dây của tivi vẫn còn mà, tín hiệu ở đây vẫn còn. Vẫn còn á? Ừ. Thế anh bảo là đợt này thu nốt đồng này anh cũng chặn tivi mà. Thì mình dùng luôn cái ấy luôn. Đây, thì đang bảo em thì... chiều liệu được không để chị làm hợp đồng? Chiều chưa, mai đi, bảo họ mai đi. Mai chưa? Ờ. Nay còn đang đi làm cho bà Luyến ở trong này. Ừ, chị bảo để cho anh đấy nhá. Ừ. Úi giời, cái mẹ cái khóa đài này. Mẹ vớ vẩn. Cập cho toàn cái đồ. Để ăn thua nha ạ. Đây, đánh một tí nó bùng mất rồi. Không chắc chắn. Nói thật với anh em là thế. Đây. Ui giời, địt mẹ. Cái này chết dần. Alo. Báo buông cỏ sóng. Đang ớt lòng lạc chi à? Đang ớt lòng lạc hưng đó. Báo ngõ cỏ sóng á. Ồ, phải chat là báo nó đó. Báo có 4G họ nhắn tin cho nó bước. Cái khưởng á. Báo Nguyễn có nhắn tin á. Đang làm là bắt họp anh em ạ. Nay có nhắn tin cho sếp rồi nhưng mà chắc sếp không đọc được. Đây, dùng cái khóa đài như này mới đánh với nó mới chắc được anh em. Chơi cái khóa đài này, nguyên cái khóa đài nó đã nhìn thấy kém rồi. Nhắn thua. Khóa này đánh một tí nó bung mất này. Nó không đủ lực kéo. Rồi, chiếc khóa này nó chắc ăn. Đây, nó làm có một cái rãnh ở đây này, cho nên đánh nó khó. Hay là cái này không phải sử dụng đến đai à, kìm siết đai nhỉ? Khả năng chắc không phải kìm siết đai đâu. Nhưng mà nếu không dùng kìm siết đai thì đảm bảo với anh em là cái tủ này nó nhanh bung lắm. Đánh bên này thì nó ngược tay à. Đánh bên này thì nó bị ngược tay. Siết bên này.
bên này xem nào. Về bên này, bên này thì mặt tay, bên này nhá, bên này nó sẽ không bị ngược tay. Cái tủ này bé tí, bằng đúng một cái wifi luôn anh em ạ. Anh em thấy wifi nó to hơn wifi một chút thôi. Chắc cũng bằng con to hơn cái con to hơn con wifi 8145 một tí. Mẹ. À, trời đều quá nhỉ. Cấp cho cái khóa đai không ăn thua. Trời như này chết dần rồi. Hay là mình không biết đánh nhỉ? Khả năng mình không biết đánh chứ. Chắc cái này nó dùng bằng tay để nó siết thôi. Không cần phải kìm siết. Được cái đánh cái tủ này nó nhẹ anh ạ. Nó nhẹ cho nên mình dễ. Mình dễ đánh hơn. Căng quá chứ. Ui. Cũng bẹp luôn cái khóa đai anh ạ. Cái này đánh không được căng lắm. Mẹ sọc sạch lắm. Đấy, được cái mình đánh mình siết lại như này thì cái nhựa này nó cũng siết được theo. Ui, cái dây này nó hơi bị lỏng. À, đúng. May mà lúc nãy
mấy hôm trước đi đánh cho nên là có cái hai cái kìm, hai cái dây đai, à cái khóa đai như này. Cái này nó có kiến ở trong hè nhá. Đây ở trong rừng mấy rừng keo này nó nhiều kiến lắm. Ok. Đấy, hơi ngon đấy. Cái khóa này anh em nhé, anh em phải cất đi, không ấy tí nó không có, không mở được mà. Chụp ảnh báo cáo lãnh đạo đấy, không lại bảo mình căn bản vào trong này. Đây anh em thấy không, đây cột sóng này nó có mỗi một vạch cho nên không họp được, đằng nào cũng phải chụp để báo cáo, không ấy sếp bảo mình đi chơi. Bây giờ là chúng ta bắt hộp xong rồi. Thì bây giờ sẽ đi ra cái đầu kia bên ngoài kia để thực hiện hàn nối anh em ạ. Hàn nối thuê bao. Hàn nối cho tủ cáp. Đây mang mấy cái ODF này để tí nữa mà hàn thêm. Dây đai một cái bộ như này, dây đai nó vừa khít luôn. Được chắc là được 4 mét. Dây đai chắc được 4 mét anh em ạ. Dây này là cầu kéo dây thuê bao á, dây thuê bao này. Một khoảng cồn này. Đếm cho anh em xem nhá, một khoảng cột này, hai này, khoảng này là khoảng thứ ba này, khoảng ở giữa là bốn này. Kia là 10 này,
11 này. Hai này, 13 này, 14, 15, 16, 18, 19, 19 khoảng 04 anh em ạ. 10 giờ sẽ lấy tín hiệu từ cái tủ này. Tủ này sẽ hàn sang bên kia. Sợi 2. Ở đây nó chưa có tín hiệu anh em nhé, anh em phải hàn góc bên kia kìa. Ở đây tí mình sẽ xoay bút, xoay cái bút xoay quang ấy để xem sang bên kia xem sợi nào để hàn vào. Thôi lên lên đi ba ơi. Đây hồi trước là anh em nó hàn vào cái sợi này. À, giờ trèo lên nó hơi khoai đây này. Đợt trước là mấy ông tướng bên nhà mình ấy hàn mẹ vào cái cao ở trong mang sông này, cho nên là mỗi lần thi công lại phải tháo cái mang sông này xuống. Đợt mấy nữa lấy được cái tủ cáp ấy thì cho nó vào nó hàn làm nó sẽ dễ hơn. Cẳng
cào lắm. Cây này nhiều bọ xít lắm anh ạ. Đây là cái tủ ngắn nhỉ, đéo hiểu sao mà ngắn thế. Mẹ này hàn thì đéo được. Đợt trước là mấy tướng nó hàn vào trong này. Hàn cái bộ chia hai lớp ở trong này này. Nên bây giờ cũng hơi khó đây này. Hàn vào cái băng sông thì nó cái diện tích nó nhỏ cho nên là nó làm nó khó hơn. Bây giờ phải lần sợi ở đây nhá, anh em nhé. Anh em mày hiểu, từ trên trạm nó chạy xuống đây, nó chạy xuống đây thì một sợi từ trên trạm xuống đây ấy, nó chia ra được 8 hộp. Và ở cái khu này thì nó đang có 7 hộp rồi. Thì hàn một cái tủ nhựa ở đây nữa là thành 8. Như vậy là ở khu này hàn nốt cái tủ nhựa đấy là sẽ là full, không thể lên thêm được nữa. Lên thêm thì bắt buộc phải từ đây chạy lên trạm đã. Bây giờ Zipon nó dễ hơn ngày xưa. Anh em cứ hiểu nôm na là từ trên trạm xuống là một sợi. Thì một sợi đấy nó sẽ chia ra được cho 8 tủ. Đấy. Ví dụ khu này nó cần khoảng độ tầm 50 hộp chẳng hạn. Thì ít nhất cần phải 7 sợi lên trên trạm. Là nó được 56 hộp. Đấy. Sáu sợi từ đây lên trạm anh em nhé. Mỗi một sợi đấy là chia ra được 8 tụ. Đấy. Ây, cũng đẹp phết đây. À cũng được. Hàn cũng đẹp hết. Đây anh em này, cái sợi là đỏ 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 này, nó đang hàn vào ấy này. Là mình xoay từ bên kia về đấy. Khi mà mình hàn vào cái bộ chìa này, cái bộ chìa đây này, là nó sẽ có tín hiệu luôn anh em ạ. Cái sợi này nó bé tí nên anh em phải làm hết sức cẩn thận. Ông
mỗi một cái sợi như này ấy, nó chạy lên trạm nó sẽ được 8 tụ. Đó. Xong mỗi một sợi như này ấy, nó chạy ra là nó chạy ra một tủ. Một tủ này được 8 nhà. Đấy. Về cơ bản đây hàn cũng đẹp rồi, không lo ngại. Bây giờ quan trọng nhất là lần cái thằng này này để mình hàn vào đây. Không biết là nó bây giờ chắc phải không nào, một sợi này, hai sợi, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, một này, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, rồi tám sợi này thì mình sẽ thực hiện là anh em xoắn cái sợi ở đây nè. Khi nào mà nó cái tủ nào mà nó không up line thì nó sẽ là cái tủ nào à cái sợi nào mà nó không bị up line là được. Củ này lại không có sóng nữa. Alo. Rồi, đợt này em bận lắm. Đợt này đang đi triển khai tủ Zipon cơ. Thì em bảo anh em ở khu đấy nó có xử lý được cho anh thì nó xử lý cho nhá. Và vâng, vâng. Rồi, rồi. Sau một hồi tìm kiếm thì đã tìm được cái sợi đây anh em này, đây là bộ chia này. Có một sợi duy nhất ở đây. Hàn vào cái sợi này để nó thông ra cái tủ bên kia. Câu câu dư cái tí ờ à. Câu câu dư cái đi nít đây. Dạ. Cái máy hát. Đi.
cái kiếm. Đẹp như này mà không hàng. Ôi giời thịt bẹ. Nhẹ nhàng đẩy xe hàng cao thủ. Niêm cả mọi người hay mẹ hơi căng đó. Nhiều lắm, bảo nè. Nó cầu làm mày. Cầu xuống bắt đo bốn cái đấu phát cái này anh đang xoay bút đó. Đang tìm hiểu cái nào ấy.
cho vào cái này nó cũng hơi khó mọi người nhé. Hả? Cái chi? 9.51 à? Tín hiệu ok rồi anh ạ. Đeo băng dính lên đi cho anh. Đấy, mình hàn qua đây thôi. Mình hàn qua cái bộ chia này. Căn bản đợt trước anh em dùng cái măng sông như này. Đeo băng dính lên đi cho anh. Băng sông như này thì nó làm hơi khó. À cơm cơm cá quăn giấy nắng, giấy thuê bao nắng. Cách cho em một đoạn. Có. Để khuyên lấy à? Thế à? Đây mọi người nhé, nó sẽ cấp tín hiệu từ trạm này là xuống cái một cái bộ chia. Đây là bộ chia lớp đầu. Bộ chia này thì nó có một sợi vào, 8 sợi ra. 8 sợi ra này sẽ đi cho là 8 hộp. Thì cái tủ nhựa lúc nãy nó chạy qua đây, nó chạy vào một sợi ở đây, thế là xong. Đấy. Bây giờ tín hiệu ok rồi.